bác sĩ chuyên khoa 1 Hoàng Ngọc Phách, phó khoa hồi sức tích cực, bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết, các bác sĩ vừa cứu sống một nữ bệnh nhân tên NTH 47 tuổi, trú tại xã Triệu Tài, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Được biết, hồi tháng 2 năm 2003, chị H vào viện trong tình trạng viêm cơ tim tối cấp, biến chứng sốc tim, rối loạn nhịp thất. Các bác sĩ tiến hành can thiệp ECMO lần 1 thành công, giúp bệnh nhân hồi phục. Bệnh nhân cải thiện tình trạng và tái khám nhiều lần, đến khám tại trung tâm điều trị theo yêu cầu và quốc tế, Bệnh viện Trung ương Huế cho kết quả bình thường. Tuy nhiên, đến 4 giờ 52 phút ngày 15 tháng 4 năm 2024, bệnh nhân vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị trong tình trạng nguy kịch, suy hấp, suy tuần hoàn nặng. Bệnh nhân ngay lập tức được đặt nội khí quản thở máy xâm nhập, dùng thuốc trợ tim, vận mạch nhưng các kỹ thuật hồi sức thông thường không có kết quả nhận định đây là trường hợp viêm cơ tim tối cấp biến chứng sốc tim tổn thương phổi tiến hành suy đa tạng nếu không can thiệp kịp thời bệnh nhân có thể dẫn tới tử vong hội trần viện quyết định triển khai kỹ thuật ecmo tim phổi nhân tạo quyết tâm cứu sống bệnh nhân bác sĩ chuyên khoa 1 hoàng ngọc quỳnh cho biết khó khăn nhất khi can thiệp ecmo trong trường hợp này là bệnh nhân đang nguy kịch mạch không bắt được huyết áp không đo được đe dọa tuần hoàn nếu không chọc kịp thời để can thiệp ecmo như những bệnh nhân khác cần đợi phẫu thuật mở mạch máu sớm Bác sĩ chuyên khoa 1 Hoàng Ngọc Kình nói: Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của bác sĩ chuyên khoa 2 Phan Xuân Nam, giám đốc của bệnh viện, kíp mạch máu đứng đầu là tiến sĩ Trương Vĩnh Quý đã phẫu thuật mở động mạch đùi tạo đường vào, kíp ECMO do thạc sĩ bác sĩ Lê Văn Lâm triển khai can thiệp ECMO để ngay lập tức cứu bệnh nhân trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Sau một tuần điều trị kết hợp giữa kỹ thuật ECMO và kết thuật lọc máu liên tục, chức năng tim phổi của bệnh nhân đã được cải thiện ngoạn mục. Sau 3 tuần điều trị, bệnh nhân đã được ra viện, trở về cuộc sống thường nhật trong niềm vui sướng của gia đình và đội ngũ của y bác sĩ. Bác sĩ chuyên khoa 1 Hoàng Ngọc Quỳnh cho biết, kỹ thuật ECMO hiện đang là một kỹ thuật đỉnh cao của hồi sức, là phương tiện cứu cánh cuối cùng ở một số bệnh nhân nặng. Để triển khai kỹ thuật này, một ekip chuyên sâu sẽ được đào tạo bài bản, bao gồm nhiều chuyên khoa khác nhau, chi phí vận hành một cuộc ECMO cũng rất lớn. Bác sĩ Hoàng Ngọc Quỳnh cho hay, một bệnh nhân nặng can thiệp ECMO một lần thành công đã hiếm, nay bệnh nhân N đã được can thiệp ECMO đến lần thứ hai. Do vậy, đây là các bệnh cực kỳ hiếm. Theo bác sĩ Trung khoa 1 Hoàng Ngọc Quỳnh, đây có thể nói trái tim của bệnh nhân siêu nhạy cảm với một loại virus, nên khi bị nhiễm loại virus đó, ngay lập tức, bệnh sẽ diễn tiến nặng và trở nên rất nguy kịch. Ngay sau khi ra viện, trên đường về nhà, bệnh nhân đã được tiêm một liều vaccine cúm mùa với hy vọng sẽ giảm được phần nào yếu tố nguy cơ. Bác sĩ Trung khoa 2 Phan Xuân Nam, giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết, ECMO là một kỹ thuật khó chuyên sâu, cần phương tiện máy móc hiện đại. Kỹ thuật này được triển khai tại các bệnh viện tuyến trung ương, các trung tâm hồi sức lớn. Bệnh viện triển khai làm chủ kỹ thuật ECMO từ năm 2022. Kỹ thuật này đã cứu được rất nhiều các bệnh nặng, trước đó những bệnh nhân này đều tử vong hoặc tử vong trên đường chuyển đến bệnh viện tuyến trên. Kỹ thuật ECMO hay còn gọi là tim phổi nhân tạo. Kỹ thuật này là trao đổi oxy qua màng ngoài cơ thể. Đây là một phương pháp y tế được sử dụng để hỗ trợ hoặc thay thế chức năng của tim và phổi khi chúng hoạt động không đúng cách. Kỹ thuật này thường được áp dụng trong những trường hợp khẩn cấp khi người bệnh đang gặp nguy hiểm do suy hấp hoặc suy tim nặng. Quá trình điều trị ECMO bắt đầu bằng việc đưa máu vào cơ thể ra ngoài thông qua ống tĩnh mạch. Máy này sau đó sẽ dẫn qua một hệ thống màng lọc được thiết kế để hoạt động như phổi của con người. Trong quá trình này, màng lọc sẽ gắn kết oxy từ không khí và loại bỏ khí carbon dioxide CO2 từ máu. Sau đó, máu sẽ được dầu oxy được trả lại vào cơ thể qua đường tĩnh mạch. ECMO là một công nghệ quan trọng trong y học cấp cứu cho phép cung cấp sự hỗ trợ cần thiết cho bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch, đồng thời tạo ra cơ hội trong quá trình điều trị phục hồi sau này. Hệ thống ECMO bao gồm các thành phần sau đây. Ống cannula được trên vào các mạch máu để lấy và trả lại máu vào cơ thể ống dẫn trắng phủ heparin dùng để dẫn máu qua hệ thống ecmo mà không gây đông máu không mong mà muốn mang trao đổi oxy là phần quan trọng nhất giúp trao đổi khí giữa máu và không khí bơm máu vận chuyển máu qua hệ thống ecmo thường là bơm ly tâm bộ trao đổi nhiệt giữ cho máu ổn định ở nhiệt độ phù hợp khi đi qua hệ thống ecmo các thành phần này hoạt động cùng nhau để cung cấp hỗ trợ nhau thay thế chức năng của tim và phổi cho bệnh nhân kỹ thuật ecmo được sử dụng nhiều trong trường hợp khẩn cấp để cung cấp hỗ trợ thay thế chức năng của tim và phổi khi chúng hoạt động không đúng cách. Dưới đây là một số trường hợp cụ thể mà kỹ thuật ECMO có thể được ứng dụng. Suy hấp nặng khi tỷ lệ căng oxy ở động mạch và oxy hít vào nhỏ hơn 100 mm thủy ngân hoặc dùng máy thở đã được sử dụng hết công suất. Có thể sử dụng trong tình trạng bệnh nhân bị suy hấp do nồng độ carbon dioxide cao bất thường với độ pH trong động mạch nhỏ hơn 7,20. Sốc tim, ECMO có thể được sử dụng để cung cấp hỗ trợ hệ tuần hoàn trong trường hợp sốc tim khi tim không đủ sức mạnh để cung cấp oxy dưỡng chất đến cơ thể. Hậu phẫu thuật tim, trong trường hợp tim gặp vấn đề sau khi phẫu thuật tim, kỹ thuật này có thể được sử dụng để cung cấp hỗ trợ cần thiết cho tim trong quá trình hồi phục. Ngừng tim, kỹ thuật ECMO có thể được sử dụng như một phương pháp cấp cứu để duy trì sự sống trong trường hợp ngừng tim, ngừng tuần hoàn. Kỹ thuật này còn giúp duy trì sự sống trong khi cấy ghép tim hoặc cấy ghép phổi. ECMO có thể được sử dụng để duy trì sự sống cho bệnh nhân trong khi họ đợi ghép tim hoặc ghép phổi. Hạ thân nhiệt Kỹ thuật này có thể được sử dụng để hạ thân nhiệt chỉ huy của bệnh nhân, đặc biệt là trong trường hợp bất ổn về tim với nhiệt độ thấp. Điều trị do sốc nhiễm trùng Mặc dù còn gây tranh cái, nhưng kỹ thuật này cũng đang được nghiên cứu để điều trị cho sốc nhiễm trùng. Kỹ thuật ECMO giúp đảm bảo cơ thể bệnh nhân có đủ oxy, tạo ra điều kiện thuận lợi trong quá trình điều trị và hồi phục sau này. Thêm vào đó, việc sử dụng kỹ thuật này cần được thực hiện dưới sự giám sát chặt chẽ của các chuyên gia y tế có kinh nghiệm để đảm bảo an toàn và hiệu quả cho bệnh nhân. Ứng dụng kỹ thuật ECMO có thể đem lại nhiều lợi ích điều trị cho bệnh nhân, tuy nhiên nó cũng có thể xảy ra một số nguy cơ biến chứng như sau. Có thể xảy ra biến chứng xuất huyết. Một trong những nguy cơ lớn nhất đó là xuất huyết do tác động của thuốc chống đông và các thủ tục liên quan đến việc cắm ống thông ECMO. Xuất huyết có thể xảy ra ở các vị trí như phổi, não, dạ dày và các vị trí đặt ống thông. Trong trường hợp nghiêm trọng, có thể cần phải sử dụng thuốc cầm máu hoặc thực hiện phẫu thuật. Suy thận, một số bệnh nhân sử dụng kỹ thuật ECMO có thể không nhận đủ lượng máu cung cấp cho thận, dẫn tới suy thận cấp. Trong trường hợp này, bệnh nhân cần phải được lọc máu. Tuy suy thận có thể hồi phục sau khi điều trị, nhưng một số trường hợp sẽ cần phải tiếp tục lọc máu suốt đời. Có thể gây ra nhiễm trùng, do ống thông ECMO có thể trở thành cửa ngõ cho vi khuẩn và mầm bệnh xâm nhập vào cơ thể, nên nguy cơ nhiễm trùng là rất cao. Nhiễm trùng có thể xảy ra ở nhiều cơ quan trong cơ thể và cần được điều trị bằng thuốc kháng sinh. Có thể gây tổn thương chân. Ách mô thường được đặt thông qua tĩnh mạch hoặc động mạch đùi nên có thể dẫn tới giảm lưu lượng máu xuống chân, gây tổn thương cho mô chân. Điều này có thể yêu cầu thay đổi vị trí đặt ống thông, thậm chí có thể phẫu thuật để khôi phục lưu lượng máu cho chân. Một số trường hợp bị viêm não, bệnh nhân sử dụng ách có thể không nhận được đủ lượng máu lên não, dẫn tới tình trạng hình thành cục huyết khối và gây đột quỵ. Điều này có thể gây tổn thương vĩnh viễn cho não và ảnh hưởng tới chức năng của các bệnh nhân. Những nguy cơ này thì được bác sĩ theo dõi và xử lý kịp thời để giảm thiểu tác động tiêu cực lên bệnh nhân. Việc sử dụng kỹ thuật ECMO cần được thực hiện dưới sự giám sát chặt chẽ của chuyên gia y tế có kinh nghiệm để đảm bảo an toàn và hiệu quả cho bệnh nhân. Tuy nhiên, kỹ thuật ECMO vẫn là một kỹ thuật y học hiện đại sử dụng hệ thống tuần hoàn máu bên ngoài cơ thể để hỗ trợ hoặc thay thế chức năng tim và phổi. Với khả năng cứu sống và cải thiện chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân gặp những vấn đề về nghiêm trọng như suy hấp, suy tim, Kỹ thuật ạch mô đã trở thành một công cụ quan trọng trong việc điều trị tình trạng khẩn cấp trong lĩnh vực y khoa.